Chào thầy và các bạn, con tên là Trần Anh Khoa, học lớp 5, trường tiểu học Tân Dân Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin viết trình sản phẩm chinh phục đỉnh Olympia. Sản phẩm này lấy ý tưởng từ chương trình đường lên đỉnh Olympia của đài truyền hình Việt Nam. Trò chơi có hai nhân vật là Devin là người hỏi, còn Avery là nhân vật trả lời. Âm thanh khi trả lời đúng thì sẽ phát ra âm thanh pha đa, còn khi trả lời sai thì sẽ phát ra âm thanh dâm. Khi chiến thắng thì sẽ phát ra âm thanh sweet pop, còn khi thua thì sẽ phát ra âm thanh cơn. Người chơi sẽ chơi qua 10 trận, mỗi trận gồm một câu hỏi với phép tính cộng 3 số và có 60 giây để chơi. Nếu trả lời đúng thì sẽ đạt được thêm 4 giây, nếu trả lời sai thì sẽ bị trừ 2 giây. Khi trả lời hết tất cả các câu hỏi chính xác trong 60 giây thì sẽ chiến thắng, còn khi hết thời gian mà chưa trả lời hết các câu hỏi thì sẽ thua. Những khó khăn khi hoàn thành sản phẩm này là em chỉ cho Devin đặt câu hỏi. Điểm nổi bật của sản phẩm này là cái này có các phép tính gồm 3 chữ số để lập trình. Điểm nổi bật này con dùng các câu lệnh tổng thành A cộng B cộng C, hỏi kết hợp A kết hợp cộng kết hợp B cộng kết hợp C bằng chấm hỏi và đợi. Nếu trả lời bằng tổng thì thay đổi thời gian một lượng 4, bắt đầu âm thanh ta đa thay đổi vị trí một lượng 1. Nói bạn trả lời chính xác trong 2 giây, còn nếu trả lời sai thì thay đổi thời gian một lượng trừ 2, bắt đầu âm thanh châm. Nói sai, nói bạn đã trả lời sai mất rồi. Bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe góp ý của thầy và các bạn. Có nhận xét như sau. Thứ nhất là về phần thuyết trình, thì theo thấy là các bước thuyết trình của bạn anh Khôi, của bạn anh Khoa ở đây là tương đối là đầy đủ các bước, đúng nhỉ? Lưu ý hơn một chút đó là khi mà chúng ta thuyết trình ấy, thì chúng ta giới thiệu đến cái phần nội dung nào thì chúng ta sẽ mở phần nội dung đó ra, đúng nhỉ? Và về nguyên tắc của thuyết trình đó là chúng ta phải trình diễn sản phẩm ở chế độ hoạt động, đó là khi chúng ta giới thiệu về chức năng nào thì chúng ta sẽ mở đúng cái phần chức năng đó ra. Thì người ta sẽ dễ hình dung hơn ra ở cái phần này. Thì các bước thuyết trình của con như thế vậy là đúng rồi. Thì tuy nhiên thì cần bổ sung một chút đó là những khi con giới thiệu những cái chức năng hoặc là từng cái phần lập trình của nhân vật nào thì cố gắng là mình sẽ mở luôn cái phần của nhân vật đó ra mình giới thiệu và mình sẽ chạy thử cái chương trình của mình, đúng nhỉ? Rồi về phần thuyết trình thì Téo khen bạn anh Khoa nha. Thứ hai là về phần sản phẩm. Sản phẩm thì qua cái nhận xét của các bạn thì Téo có góp ý như sau. Thứ nhất là Tèo thấy cái sản phẩm của con là cũng đã có thêm được nhiều những cái tính năng mới. Ngoài những cái chương trình mà Tèo đã hướng dẫn, thì Tèo thấy ở đây là con đã bổ sung thêm được một số cái tính năng mới. Ví dụ như là trả lời một câu hỏi đúng của con được cộng thêm khoảng 4 giây, đúng nhỉ? Trả lời một câu hỏi sai thì có bị trừ 2 giây chẳng hạn, là đó là cũng một trong những cái điểm mới sáng tạo. Tèo rất khuyến khích các bạn cái sự sáng tạo này, đúng nhỉ? Và ngoài ra thì con có cả cái phần rồi hai cái phần lập trình, đó là hai cái phần điểm mới. Và thêm một cái điểm mới nữa là thầy giáo thấy là con cũng đã sáng tạo được cái phép toán ba số hạng, đúng chưa? Ở đây bạn đã sử dụng phép toán ba số hạng, ba số cộng với nhau. Thì thầy giáo thấy là cái phần điểm sai thì đã thấy trừ điểm rồi. Về cái phần cộng điểm khi trả lời đúng, thì thầy giáo thấy cộng thời gian khi trả lời đúng thì thầy giáo thấy là con cũng đã được có được cộng cái thời gian. Thế tuy nhiên thì nó đang lỗi một chút ở cái phần là khi chúng ta được cộng vào cái thời gian rồi, đúng chưa? Nhưng mà là khi cộng thời gian, ví dụ thời gian mặc định của bạn là 60 giây và mỗi một câu trả lời đúng bạn ấy cứ được cộng cộng dần lên, đúng chưa? Thế tuy nhiên là trong cái quá trình lập trình khả năng nó bị sai ở một cái chỗ nào đấy. Thế cho nên là khi chúng ta hết giờ rồi mà chúng ta vẫn được cộng thêm một khoảng thời gian thêm đấy, đúng chưa? Trong mỗi một câu trả lời đúng được cộng thêm 4 giây chẳng hạn, 7 câu là được 28 giây rồi thì là nó được cộng thêm một khoảng thời gian đó. Nhưng mà tuy nhiên thì cái thời gian này nó được cộng thêm mà nó chưa hết. Nhưng mà khi mà cái thời gian này của chúng ta nó vẫn báo chúng ta là thua cuộc. Vậy là cái phần lập trình mà khi chúng ta được cộng điểm đúng này mà được tăng thêm thời gian thì nó chưa chưa được chưa được chuẩn xác lắm, đúng nhỉ? Rồi về cái phần lập trình này thì anh Khoa sẽ gửi lại cho thầy giáo cái phần code của chương trình, Theo sẽ kiểm tra và Theo sẽ gửi lại hướng dẫn lại anh Khoa cái phần nội dung này nhé. Rồi về phần chương thuyết trình thì được rồi,
À, về phần sản phẩm thì Tèo thấy là đã có ba cái sự sáng tạo. Thế tuy nhiên thì có một chút trục trặc và một chút được cái sự sáng tạo là khi chúng ta tăng thời gian mà à, trước hết thời gian mà nó đã dừng chương trình thì cái nội dung này chúng ta sẽ cần phải xem xét lại một chút. À, vì ý tưởng thì rất là ok rồi. Đấy, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút cốt của chương trình thôi. Rồi, cảm ơn bạn anh Khoa.